À, đẩy 6 thanh đa với nhá, với mã VO36, con này là công suất là 850W, ở trở kháng 8 ohm ấy nhá, và 4 ohm của nó là 1250W. Dòng này thì chất âm tiếng ra rất là sạch sẽ với nhá, tiếng sạch và tiếng rất là hay. À, quạt gió êm êm do, có nghĩa không nghe gì vậy nhá. Đẩy thì còn mới khoảng trên 90%, test bằng nghe. Chiếc cục đẩy này thì em cũng test cho mấy khách hàng ở trên thành phố Hải Dương, anh Cường có địa chỉ ở khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương với nhá. Giá là 4 triệu 8 em bao ship. Các bạn nghe thử nhá. Mất câu thề Tiếng cực kỳ sạch sẽ ạ. bỏ lại đây tình ta còn đang xót xa. Cực kỳ sạch sẽ nhá, chiến áp là chiến áp bi này, và đâu còn mới, chiến áp không có tiếng sọt sẹt gì mà nhá. Quạt gió thì êm do. Đây các bác nhìn cái máy của nó này, này máy tụ thế còn như mới thôi nhá, 2, 4, 6, 8 tụ, tụ 100V, sò là sò NG với nhá. Con này sò chính của nó là 1 này, 2, 3, 4, 5, còn cái dòng này là sò, nó sò phụ với nhá. Thì với cái dòng này thì Class H nó không dùng nhiều sò nhưng mà công suất ra rất hiệu quả, và máy thì gọn nhá, chiều sâu máy là tầm khoảng 45 cm thôi. Các bác nhìn cái dàn tụ lọc nguồn của nó này, này lọc, lọc tổng tiếng này, lọc nguồn đấy nhé, lọc tiếng này. Đấy, đầm nó rất là nhiều tụ êm tiếng ra rất là sạch các bác nhé. Đấy, kẻ sát quạt nhưng không nghe cái gì, rất là êm, máy móc từ cái dây nguồn nó rất là to nhé. Này, chiến áp cái nhé, này dây dợ còn mới tinh, đấy, từ cái nắp cao su nó còn mềm nữa nhé. Đấy, con này tín hiệu vào bằng Canon mà có đường link, còn ra loa bằng cọc loa. Đấy, dây nguồn này tiếc nhanh cho bác khách hàng cũng như là báo giá là để quý khán giả theo dõi kênh nắm được đó nhé. Dòng này thì em bán cực rẻ bác, giá này là rẻ hơn DK rất là nhiều, nhưng tiếng bao hay hơn DK, giữa những nỗi đau tiếng cực kỳ sạch sẽ luôn, tiếng hay thật đấy. Đã thiếu thắng trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha, khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Mong rằng ta còn tìm đến với nhau, khói thuốc tàn trong quán khuya em vẫn đợi chờ, tìm đâu tình yêu ngày đó giờ đã cách xa. Bao bác đánh 2 cặp 30 với nhá. Rồi em xin chào bác ạ.